Cô Sen cùng hành trình quyết tâm đi triệt sản cho bé mèo nhà mình. Chủ đề triệt sản cho mèo có nên hay không, có ác hay không rất được quan tâm. Nhiều bạn cho rằng con mèo cũng là con người mà, làm vậy nó đau, nó buồn tội nghiệp lắm. Nhưng cô Sen của kênh TikTok Mèo Hoang Đẹp lại có một quan điểm hoàn toàn khác. Có biết triệt sản cho mèo là ác lắm luôn không? Con mèo nó cũng là con người mà. Làm vậy rồi nó đau, nó buồn tội nghiệp nó. Cái đó là có một số người nói như vậy, chứ còn mình thì không nha. Dù cho tôi có thương xót nó đến mức nào đi nữa thì tôi vẫn gọi bác sĩ đến thiến nó. Thà đau khổ một lần rồi thôi. Ngày hôm nay là con bé tuột nhà mình lên mâm nè. Tại vì nó là mèo đực, thao tác cũng đơn giản nên mình nhờ bác sĩ đến nhà để làm cho nó luôn. Và hôm nay cũng là ngày bé tuột nhà chị lên mâm. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Bởi vì tuột là con trai nên có thể mời bác sĩ về nhà thiến luôn cũng được. Nhưng nếu là mèo cái thì sẽ phức tạp hơn, cần phải đi bệnh viện. Không biết là hắn có biết những gì sắp xảy ra với mình không mà cứ bình tĩnh với ngoan ngoãn lắm, hoặc có khi là đang mặc kệ số phận nó. Mình biết là nó phải chịu đau và mình cũng xót chứ. Nhưng mà nếu nghĩ đến sức khỏe lâu dài của nó thì mình càng có quyết tâm đưa đi thiến nha. Tuy chị thấy bé đau cũng xót đó, nhưng mà nghĩ tới sức khỏe lâu dài của bé thì mình càng phải có quyết tâm hơn. Tiêm thuốc mê xong thì chờ khoảng 15-20 phút gì đó. Lúc này bé có thể có hiện tượng nôn nha. Sau đó thì tiến hành thôi, cũng nhanh lắm. Tuột đi triệt sản buổi sáng thì chiều về đã thấy nó nhồng nhồng chơi trong nhà rồi. Mấy hôm đầu bé còn đau thì sẽ rên một xíu, nhưng mấy bữa sau là khỏe, yêu đời lại như chưa có gì à. Rồi mọi người chuẩn bị coi tuột bị ngải heo quật nè. Nhớ theo dõi kênh Mèo Hoang Đẹp để cùng xem hành trình của mấy chú mèo đáng yêu này nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.